tiếp tục phần kế học tập sẽ giải cái ví dụ thứ 5 và ví dụ thứ 6 thì quan hệ nhân viên, còn xác định thuộc tính của nó thì nó gồm là mã nhân viên, người thân. Như thế thì đáp án nó sẽ là cho những mã nhân viên có người thân tham gia đề án. Thế nó sẽ là P của nhân viên, mã nhân viên, ở đây là mã nhân viên. Mình đang giải ví dụ 5 nhé. Mà mình mượn cái slide bên phía này để nói. Đây là mã nhân viên. Có người thân và có tham gia đề án, người thân có người thân có đề án. Đấy, như thế là đã hoàn thành xong cái bài số 5. Bài số 6 cho biết mã nhân viên không có thân nhân nào. Đấy, chúng ta giải cái này, mã nhân viên và đây là không thân nhân. Ôn lại cái phép chiếu tuần bát thì mở đầu phép chiếu bằng cách là cho phép sử dụng các phép toán số học trong danh sách thuộc tính, ký hiệu là P của F1 cho đến Fn, thuộc tính là E. Trong đó F1 đến Fn là các biểu thức số học liên quan đến hàng số và thuộc tính trong E, còn E là biểu thức đại số quan hệ. Phép chiếu tổng quát chẳng hạn như bài này, cho biết họ tên nhân viên và lương của họ sau khi tăng 10%. Phép chiếu tổng quát sẽ thể hiện bằng cách là thuộc tính là họ, nhân viên, tên nhân viên, lương của họ khi mà nhân với 1,1 thì là tăng 10%. Thuộc tính là nhân viên. Phép chiếu tổng quát nhé, nên nhớ là nó cho phép sử dụng các phép toán số học trong danh sách thuộc tính của nó. Chuỗi các phép toán kết hợp các phép toán đại số quan hệ thì nó lồng các biểu thức lại với nhau. Chẳng hạn như là P của A1 cho đến AK, bên trong quan hệ của nó, bên trong mối quan hệ của nó là sigma của cái này là delta của PR, delta P của P A1 AK cho đến R. Thực hiện từng phép toán một, đầu tiên là thực hiện cái phép này, tiếp theo là thực hiện phép P A1 cho đến AK, quan hệ kết quả ở bên một, cần đặt tên cho các quan hệ. Chuỗi các phép toán được thực hiện bằng cách là lồng các biểu thức lại với nhau. Các biểu thức được lồng lại với nhau, ở đây là P thì nó lồng cái biểu thức ở phía trên này xuống phía dưới. Phép gán thì nó được sử dụng để nhận lấy kết quả trả về của một phép toán, thường là kết quả trung gian trong chuỗi các phép toán và được ký hiệu là tên thế này. Ví dụ như là S của
cái quà nó sẽ được nhận như thế này. Trong đó S nó sẽ nhận, nó sẽ lấy cái quà trả về của cái quà trả về của thường là một phép toán, thường là cái quà trung gian của chuỗi phép toán. Phép đổi tên thì được dùng để đổi tên quan hệ, là xét quan hệ R cùng BCD nó. Cái D mà S mối quan hệ R này nó sẽ đổi tên thành mối quan hệ R thành S. Thuộc tính của nó là P của X, C, D, R. Đổi tên thuộc tính P thành thuộc tính X. Để đổi tên quan hệ R và S và thuộc tính B thành X. Đấy. Đổi tên quan hệ R thành S, R thành S và thuộc tính B thành X. B thành X. Ví dụ như là cho biết họ tên nhân viên làm việc ở văn phòng số 4. Quan hệ là nhân viên, thuộc tính là họ nhân viên, tên nhân viên. Điều kiện là phòng số 4. Bước thứ nhất sẽ tính. Tính là ti họ nhân viên, tên nhân viên. Thuộc tính là phòng số 4. Phòng 4 nhân viên. Phòng số 4. Nhân viên phòng số 4 sẽ được chuyển vào cái phép này, chuyển vào kết quả nó sẽ như sau. Phép tính Sensen sẽ được học ở phần sau. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc.